Là video ngày hôm nay thầy sẽ so sánh giữa các mẫu natri, mà lúc mà thầy làm thí nghiệm thầy hãy cho các bạn là mẫu natri nhỏ bằng hạt đậu xanh, thì hôm nay thầy sẽ cho ba kích cỡ thì các bạn quan sát hiện tượng nhé. Rồi thầy bỏ cái thằng khối lượng nhỏ nhất nhé. Quay vậy ta, bấm quay. Giờ thầy cho cái cục bự nhất nhé. Cái điện thoại.